Quý vị và các bạn thân mến, hành trình khám phá Huế hứa hẹn đưa quý vị và các bạn tìm về các địa danh di tích đặc biệt của Huế nhưng lại ít người biết đến. Trong hành trình đó, câu chuyện tìm về lăng mộ chính Chúa Nguyễn đã đi được gần hết chặng đường. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm về lăng mộ vị Chúa Nguyễn cuối cùng, Đình Vương Nguyễn Phúc Thuần, đồng thời tìm hiểu những biến động lịch sử quan trọng trong giai đoạn này. Mời quý vị và các bạn theo dõi hành trình này cùng phóng viên Diễm My. Thưa quý vị và các bạn, hành trình tìm về lăng chính Chúa đã đến chặng cuối với cuộc tìm về lăng Chúa Nguyễn Phúc Thuần, vị chúa thứ 9 của nhà Nguyễn ở xứ Đàng Trong trong lịch sử Việt Nam. Sau cái chết của Vũ Vương Nguyễn Phúc Hóa, triều đình sinh nhiều biến loạn. Hoàng tử thứ 16 là Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi lúc 12 tuổi, hiệu là Đình Vương. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng vào thăm di tích lăng Trường Thiệu của Đình Vương Nguyễn Phúc Thuần và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử nhiều biến động trong thời gian Đình Vương trị vì. Đời Chúa Nguyễn thứ 9 đã trải qua với đầy khó khăn biến động. Hoàng tử Nguyễn Phúc Thuần được quan đại thần Trương Phúc Loan đưa lên ngôi chúa năm 12 tuổi. Cá nhân Trương Phúc Loan tự xưng là quốc phó, đưa cả gia đình vào nắm giữ binh quyền, thao túng toàn bộ triều đình, sưu cao thủy nặng, ra sức vơ vẹt của cải về cho mình. Một mặt khác, ông đưa chúa đình Nguyễn Phúc Thuần vào con đường hảo sắc, ăn chơi trụy lạc từ sớm, bỏ tiền tổ chức đủ trò mua vui. Thế nước suy yếu cũng là cơ hội để các nước ngoài dòm ngó, gây chiến, khiến đời sống dân cư ngày càng khó khăn. Cuộc sống cơ cực của người dân chính là nguyên nhân khiến anh em Tây Sơn nổi dậy tiêu diệt họ Nguyễn. Lợi dụng thời cơ, chúa Trình đưa quân vào chiếm Phủ Xuân. Đình Vương cùng gia tộc chạy vào gia đình. Tại đây, ông đã bị giết hại, thủ cấp bị đem táng ở đất huyện Bình Dương. Đây cũng là giai đoạn xuống dốc của cơ đồ chúa Nguyễn xây dựng và phát triển hơn 200 năm. Năm 1778, cháu của Nguyễn Phúc Thuần là Nguyễn Ánh tập hợp tàn quân dựng lại cơ đồ họ Nguyễn. Năm 1802, sau khi lên ngôi hoàng đế, lập ra vương triều Nguyễn. Nguyễn Ánh đã truy tôn chúa Nguyễn Phúc Thuần là thông minh khoan hậu, ăn mừng huề hòa hiệu đình hoàng đế. Về sau, mộ ngài được cải táng ở núi La Khê, gọi là Lăng Trường Thiệu. Lăng được bao bọc bởi hai vòng thành chữ nhật. Vòng ngoài xây bằng đá ba san với phần mũ tường xây bằng gạch vồ. Ngôi mộ được xây bằng gạch vồ và vôi phựa, gồm hai tầng, hình khối chữ nhật, nằm chính giữa khuôn viên. Kết thúc cuộc đời nhiều thăng trầm của vị chúa Nguyễn cuối cùng, và mở ra lịch sử Vương Triều Nguyễn.